Đây là salad nui bacon và cái bọc cải xanh, cà chua và trứng cho con. Liên làm đơn giản, vài phút là có ăn. Mời mọi người theo dõi nha. Mình làm món salad nui trộn thịt gà với rau củ cho con. Thì là bởi vì mình nấu bằng nui mà nui nuôi bằng bột lúa gọi là hâu vít á đó. Cho nên là tính từ lúc nước sôi tới lúc mà nãy thì 15 phút, còn nuôi bình thường là tính từ lúc nước sôi tới xong là 12 phút. Cải bông cải xanh mình xạ mình nấu cho nó mềm khoảng 3 phút ha, cho nó qua nước đá. Đây mà cho nó qua nước đá. Thì nó cho nó qua nước đá để cho nó giữ cái màu xanh của cái broccoli, các bạn thấy không? Luộc 2 phút đến 3 phút mà thôi. Món này cho con ăn đang tuổi lớn cho nên rất là nhiều bơ sữa. Thì Liên làm tối nay cho nó ăn và một phần sáng mai cho nó đem đi học nữa. Bật lửa ha. Bơ 100g bơ. Cho hành với tỏi vô. Thỉnh thoảng các bạn thấy Liên nói xa, thỉnh thoảng các bạn thấy Liên nói gần là bởi vì Liên để cái máy rồi Liên bước qua bước lại cho nên khi xa khi gần đó, chứ không có điều chỉnh âm thanh được. Các bạn thông cảm là mình quay cho các bạn hiểu chứ mình không có quay chuyên nghiệp. Các bạn cứ phàn nàn là Liên quay không chuyên nghiệp, Liên không có kiếm tiền từ YouTube, Liên chỉ bày mọi người cách chia sẻ cách nấu món ăn mà thôi. Nó tan cái bơ và hành với tỏi cho nó thơm. Rồi đây là một hũ double cream đó. Liên bỏ vô. Trời ơi, ông chồng ông mua extra thick cho nên là nó thích luôn. Thiệt Liên nhiều mua, Liên nhiều mua hũ kem mà ông mua cái loại này. Rồi hạ lửa nhỏ cho xíu tiêu. Và 1-2g muối vô. Không cho đường, Liên không ăn đường. Các bạn có thể dặm đường hay là bột nêm hay gì đó tùy mấy bạn nha. Đó, nó là như vậy thôi. Nuôi luộc xong mình không có xả nước, mình để trong cái nồi đó luôn. Mình cho nó qua. Đây ha, đó. Rồi. Bỏ cà chua vô. Bỏ cái này vô. Rồi mình đổ cái nước sốt vô luôn. Rồi, trộn lên. Cho thằng cu năng tối. Boss bình đựng rau vô.
Cái cây trộm xà lách không biết cất đâu. Thì đẹp lắm chị Thúy, chị cho các bạn thấy không, chị là được cho một bữa tối cho con có nuôi. Đấy. Có đủ. Ô quên, thịt gà. Chay riết rồi quên thịt gà cho con. Các bạn có thể thêm thịt gà xào hoặc là thêm bacon hay là thêm bất cứ thịt gì các bạn muốn cho con nha. Mình quên mất tiêu tại vì mình cứ nhớ mình ăn chay không, thành thử ra mình không có làm. Đây thôi, mình trộn chay rồi các bạn trộn thêm thịt gà vô ha. Đây là cái tô salad cho thằng cu. Thì Liên nói lại cái gia vị ha, là các bạn luộc 250g nui, cái gọi là cái fusilli đó, nui xoắn đó, thì là luộc, nếu mà nui thường thì là tính từ lúc nước sôi là 12 phút, còn cái lúa mì đó, hâu quýt đó, thì tính từ lúc nước sôi là 15 phút, và các bạn canh để đó. Rồi cái rau cải xanh á thì cắt nhỏ nó ra, rồi tính từ lúc nước sôi thì 3 đến 4 phút, rồi sau đó cho qua nước lạnh, đá lạnh đó, cho nó giữ cái độ xanh. Rồi cà chua thì bạn cắt làm đôi. Rồi rau spinach thì rửa sạch sẽ. Trứng thì các bạn luộc đó. Rồi cái nước kia đó thì cái nước sốt đó thì là 100g bơ với lại tỏi, một tép tỏi và một miếng, một củ hành nhỏ, xào cho nó chín. Và cái hộp của Liên, cái hộp kem tươi của Liên đó là 300ml, rồi trút vô cho một muỗng hoặc là nửa muỗng cà phê tiêu và 2g muối, xong rồi trộn lên, rồi xong tất cả các bạn trộn đều nó lên rồi và ăn thôi. Nếu trong trường hợp nó lạc thì các bạn nêm thêm muối hoặc là nêm thêm bột nêm hay bất cứ cái gì là tùy trong gia đình các bạn. Bởi vì Liên cho con Liên ăn gà đó xào hoặc là bacon cho nên nó mặn lắm, cho nên Liên không dám cho nhiều thêm nữa. Đó, ví dụ như đây, bacon chiên cho ổng là phải cho nó mặn mà, đó nó cháy cho ổng. Ông nhỏ đó cho ổng ăn đó. Cái tô kia thì nếu mà các bạn không ăn chay, các bạn ăn mặn thì các bạn ăn chay thì như vậy. Còn nếu các bạn ăn mặn, xin lỗi nó liệu lạo, tức là nếu các bạn không ăn thịt thì là như vậy là được. Còn nếu ăn thịt thì cho thêm bacon hoặc là cho thêm thịt gà xào vô. Vậy là xong. Rồi còn kia để sáng mai con đi học. 200g thôi, 200g nuôi thôi. Hồi nãy Liên luộc 500, bởi vì Liên muốn để dành luôn, Liên muốn để dành làm cái khác. Ngày mai Liên có thể nấu nuôi Liên ăn, hoặc là làm xào nuôi cái kiểu khác cho thằng con nó ăn, tại vì nó rất ghiền ăn nuôi đó. Thì mến chúc mọi người làm được món ngon mà nhanh đó. Mọi người làm bầm Liên nhiều quá, bởi vì Liên không chuyên về quay mờ, quay rung, thì Liên xin rút kinh nghiệm và cảm ơn sự góp ý của mọi người. Dù mình làm có tiền hay không có tiền cũng phải làm nghiêm túc và đàng hoàng. Mến chúc mọi người buổi tối thứ tư vui vẻ.